mọi người đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan hàng Nhật. Các bác vừa nghe một bản nhạc của em đồng hồ Senko. Em này thường hay gọi là em phiên bản Senko Fantasia. Đây ạ, Fantasia có ghi dưới đây. Em đồng hồ này thì gồm 7 bản nhạc mọi người nhé. Có 7 bản nhạc có ghi ở trên mặt đồng hồ. Khi mà tròn giờ thì mặt đồng hồ nó sẽ tách làm đôi và mặt đồng hồ sẽ chạy xuống như này. Đây là nhạc dạo mọi người nhé. Phần nhạc dạo khi mà kết thúc nhạc dạo sẽ vào phần nhạc chính. Khi mà tiếng nhạc nổi lên là các ánh đèn ở đây được trang bị rất là nhiều các bộ phận đèn để tạo cái sự nổi bật cho cái chiếc đồng hồ này. Mỗi một cái tiếng nhạc lại ánh cái đèn theo cái nhịp nhạc rất là hay và ấn tượng. Em đồng hồ này thì size của nó là 42 nhân 40, size khá là to. Cái màu này thì là màu hơi tím tím một chút và còn rất là mới. Quay ở phần bên trên bên dưới cho các bác nhìn rất là mới. Đây là cái tòa lâu đài, nó có thêm ánh sáng tạo điểm nhấn riêng. Cái tòa lâu đài ở phần trên mặt đồng hồ rất là đẹp. Khi mà mặt tách xuống hết nhạc thì nó lên sẽ kéo lại lên trên như lúc ban đầu. Ở phần hai bên thì có hai em thiên thần rất là đẹp, cầm cái sao đây. Quay chi tiết cho mọi người. Nói chung là cái phiên bản này cũng rất là lâu rồi mới về tại shop. Cho nên là bác nào mà yêu thích em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan hàng Nhật hoặc là truy cập website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất tại shop. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.